một cam, xay của cô là con có một cam nè, màu vàng, màu nâu, màu đen vàng, màu tím gà, với lại màu tím than đó. Phương màu nào ưng, màu nào chốt màu đó thì con nha, đẹp lắm, con đang sale đó, cô lấy đi. Size số 5 được con sale đồng giá 190 luôn rồi, cô biết cỡ nào rồi đó. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Và chị nào ưng thì chốt thì em mẫu em, mẫu trâu ha, mẫu trâu đen mặt cực kỳ đẹp luôn. Ưng thì chốt ha, size của cô đó. Màu tím than, màu tím cà, màu đen đỏ, màu nâu, màu vàng, màu cam. Được có mấy màu đó, cô ưng thì cô chốt ha, chốt vài màu đi. Ưng màu nào chốt vài màu đi, đang sale có 190 ha. Mẫu mới về là không có giá rồi đâu. Đó, mẫu mới về tôi lỡ là 250.000 cho số 5 đó. Cái này là con bán vốn luôn rồi đó, nên chị nào lấy được thì chốt nha. Đây đây áo vàng đây, 70kg đây. Quá đẹp luôn. Rồi đây, mẫu này 70kg đổ về giùm em con này. Quá đẹp luôn. Tay phòng hộp cực kỳ sang ha. 200.000 một con, cực kỳ đẹp luôn, hai lớp. Đây hàng cao cấp giùm em nha. Đá nè. Nó thiết kế nè, vòng quanh những cái bông hồng nè, cực kỳ đẹp không? Hàng bao đẹp không? Mà không biết sao nữa, nó ép được vậy ha. Nó ép theo thẳng hàng mà nó ép theo qua văn. Đó, rồi chị đã ưng áo vàng thì chú vàng giùm em 200.000 một con, cực kỳ đẹp luôn. Một bộ cam, một bộ vàng, tím châu. Ok, bộ cam nè, một bộ đen vàng, một bộ tím. Rồi, còn đen vàng không? Một bộ đen. Muốn lên sao bao nhiêu ký đọc màu cho nè, muốn lên sao bao nhiêu ký đọc màu cho nó chị lựa nè.
có khó xây 90 kg đổ về. Chị nào ưng thì chốt liền em nha. 90 kg đổ về, 55 đến 90 kg rồi. Chị nào ưng thì chốt cho em tiếng ca 190 ngàn. 190 ngàn nha. Nhanh tay, nhanh tay chị yêu ơi. Hôm nay là em like là ngày mai em đi đơn hết nha. Ngày mai chủ nhật rồi. Mai chủ nhật là em không có like nha. Thứ hai em mới like. Ủa, mai thứ bảy chủ nhật em mới like lại nha mấy chị. Chủ nhật like lại nha. Đen đỏ với màu nâu của Ngân Nguyễn. Rồi đen đỏ màu nâu của Ngân Nguyễn luôn nè. Ok cô nè. Hãy làm tí rồi em lấy à, đen đỏ nè. Cô lấy thêm đen đỏ không? Đen đỏ đẹp lắm. Đen trà cũng đẹp đó chị ơi. Để con mặc cho cô xem. Cô ưng cái màu nào thì cô chốt. Quá đẹp luôn. Đen đỏ thì nhiều con nha. Đen đỏ size lớn nè. Xe lớn, xe nhỏ đều có đầy đủ ha. Coi chị đơn đen đỏ chút, đen đỏ. Đẹp không? Cực kỳ sang luôn. Sang cực kỳ sang, đen đỏ. Đó, hàng là hàng heo trực tiếp giùm em luôn thấy không? Hàng heo trực tiếp giùm em luôn. Cực kỳ sang luôn, đen đỏ. Là cái
cô sẽ tài cổ 87 kg luôn á. Cam thôi, mẫu này để mặc cho cô xem. Rồi chị đưa cái mẫu này thì ghi em tay lỡ ha, tay lỡ em kèm màu kèm số ký giùm em 200 nghìn.
200.000. Rồi con này là theo trước theo sau. Còn đúng một màu thôi nha, một màu một kiểu luôn. Đó, đẹp không? Theo sau luôn, đẹp đẹp luôn, sale luôn để mặc vô cho mấy chị xem mà cũng xem chị được. Quần này là quần lộc này nha. Luôn cam cực kỳ đẹp, là đẹp mấy chị ơi. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em con này, nhanh tay chốt liền em con này ha. Phơm mà 90kg độ về đây, quả đẹp luôn, size số 5 cực kỳ sang luôn. Chị nào ưng thì chốt cho em đi mấy chị ơi. Đó, đẹp không? Đây là cô gì thì nãy mới vừa nói ta, cô Trung Hồ nè với cô Huệ nè. Đó, hai cô mặc con này là ok nè, đẹp cực kỳ đẹp luôn, có hiệu sao luôn nha cô ơi, hiệu sao luôn. Nhanh tay chốt liền con này, xe mấy cô 190 luôn. Rồi nhanh tay chốt liền con 190.000. 190 nha. Cô nào ưng thì chốt liền con 190. Đó, đang sale nha. Mấy cô nào á chốt nhớ chốt chắc chắn giùm con ha, đừng xả hàng. Tại vì bây giờ là con đang hàng bán hàng sale rồi, mỗi cái con còn được cứ 1-2 sản phẩm thôi. Nên mấy cô mà chốt gọi là người khác chốt không được nữa. Đó, rồi ngày mai mấy cô xả là con không bán được cho ai luôn á. Nên mấy cô nhớ chốt chắc chắn giùm con nha, mấy cô hãy chốt nha. Rồi đó, cô nào ưng thì chốt liền con, với lại con chốt đang xả rất là rẻ luôn, 190.000. Mà size số 5 luôn đó. Ghê chưa? Không còn size một con, size số 4 nha. Size số 4 là 75kg về. Đó, số 4 còn 75kg về, số 5 nè. Rồi chị là ưng cam, chút cam cho em 190.000, cực kỳ đẹp luôn mẫu này. Con này đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Bữa hổm bán là cao mà như bán được có 5 like rồi hả? 3-4 like rồi hết trơn luôn á. Đó, con này nhìn dễ mặc lắm, mẫu này mặc dễ mặc cực kỳ luôn. Đâu rồi? Ủa không ai lấy rồi? Lấy dễ quần đâu? Nặng mày đó, quần này là quần này mà. Đó, chị đã ưng cam chút cam thì em nhanh chị ơi, ưng cam chút cam giúp em. Mẫu số
70 kg em còn cái mẫu này nè, đẹp lắm nè. Mẫu này em có size 90 kg luôn. Em đang sale. Mẫu này đang sale tiếp tục nè. Mẫu này là chị, tại vì chị mới vô quá. 90 kg mẫu này em đang sale luôn. Đẹp không? Quần nâu luôn ha. Mà cô đang bị đau chân nên hơi con mặc cái áo cho cô xem thôi ha. Rồi đây, màu nâu có size 90 kg luôn. 90 kg là con còn được cái màu. Mẫu này đang sale tay con là đang sale 190 luôn. 190.000 luôn rồi, chị nào ưng thì chốt giùm em. Nâu sale nha, hàng này đang sale. Nó có giá này. Nhanh tay chốt liền em.
năm đầu tháng tới giờ là em toàn là được khen không á, nhờ cái mẫu này nè. À, mấy chị đừng có tiếc 20.000, mấy chị mặc đẹp là mấy chị vui rồi, chỉ có 20.000 thôi, mấy chị đừng có tiếc. Hàng sale thì mấy chị đã hơn rồi đó, mấy chị chốt hàng sale là mấy chị đã hơn rồi đó. Còn cái hàng này là hàng mới lấy về đi, vài ngày nữa không còn con nào đâu, em còn rất ít luôn á, số lượng em cũng còn rất ít luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em mẫu này. Mẫu này em có là màu đen vàng, ưng màu nào cứ kêu em mặc thử cho chị xem màu đó nha. Màu đen vàng, màu hồng, màu hồng đó. Mẫu này không biết làm sao mà ai cũng khen hết trơn á, nó đẹp dữ dằn vậy luôn á. Rồi đây màu đen đỏ, ưng màu nào cứ chốt màu đó thì giùm em, màu đen đỏ tay con. Ai thích tay lỡ cứ kêu hư lên tay lỡ đi là em sẽ lên tay lỡ nha. Màu xanh rêu, xanh rêu, màu đỏ tươi giống như em đang mặc nè, đẹp không? Màu xanh, xanh cổ dịch, xanh cổ dịch, có màu đỏ đô luôn, màu đỏ đô. Rồi màu hồng ruốc, rồi màu hồng ruốc giùm em nha, hồng ruốc, màu xanh ngọc. Rồi rồi chị nào hết màu nè, thích lên không? Rồi đây màu xanh cổ, xanh cổ xanh ngọc nha, xanh ngọc. Rồi chị nào hết màu nào cứ chốt màu đó là giùm em chị đây. Xanh ngọc nè, xanh cổ dịch nè, đỏ đô, đỏ tươi, xanh rêu, màu đen vàng, màu đen đỏ, màu hồng ruốc. Đó, trời ơi cái máy. Rồi chị nào hết màu nào cứ chốt màu đó là giùm em nha mấy chị yêu ơi. Đó, hết màu nào cứ chốt màu đó là giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Đó. À có màu xanh coban nữa, có màu xanh màu coban nha mấy chị ơi. Có màu xanh coban luôn. Màu xanh coban em còn rất là ít luôn. Màu hồng ruốc 65kg chị Trần Thanh nè, ok chị Trần Thanh nha. Rồi. Rồi có chị nào ưng cái màu nào nữa thì chốt thì em nha. Cái màn hình nó thiệt. Rồi ok nè, cô Nhung Hồ ơi, cô có địa chỉ rồi hay gì mà. Cô Nhung Hồ ơi, cô có mua mặt hàng bên con rồi. Khai sinh hộ mà là sao? Lấy thì mẫu khai sinh hay sao chị? Cô có địa chỉ số điện thoại rồi, cô không còn cho số điện thoại địa chỉ nữa nha cô Nhung Hồ ơi. Đó, rồi giờ cô ưng cái màu nào con chốt màu đó. Bây giờ cái size của cô là con còn đầy đủ màu luôn. Đó, cô màu nào cô chốt màu đó là nhìn con nha, cực kỳ đẹp luôn. Đó, đỏ tươi nè, đỏ tươi dịch chỉ lên đẹp cực kỳ luôn nha. Thì còn xanh cô ba, tay con thì em hết xanh cô ba số 5. Cái này gì vậy? Lỡ hả? Đó, cô Nhung Hồ lấy màu gì? Lấy màu gì cô? Cô ơi. Rồi hết màu nào cứ kêu con lên màu đó, con dễ lắm, theo lên yêu cầu. Cô thích màu gì chiều ý cô hết luôn, chiều ý cho mấy cô hết luôn nha. Cho chị màu xanh ngọc, màu đỏ cam, màu tám tí, màu đỏ rồi màu cam hả, màu đỏ cam à, màu đỏ này nè, đỏ tươi á, màu đỏ đang mặc á. Rồi ok chị nè, lấy chị 58kg. Ủa hả? Mua tặng hay sao chị, hồi nãy 90kg. À, chỉ 50kg mà 90kg. Chắc chị mua nhiều chùm quá. Chị ơi, chị mua 2 xây hay sao chị ơi? Chị mua 2 xây nè. Chị mua 2 xây này là sao chị yêu ơi? Mua 2 xây à? Chị mua 2 xây chứ 90kg thì. Hay là chị có bấm lộn không? Hay là chị có bấm lộn không vậy? Chị mua mấy xây, đằng em biết nha. Chị mua cho 2 người đúng không? Đẹp lắm chị ơi, rồi chị nào ưng thì chốt cho em đi. Ưng màu nào chốt màu đó, mẫu này mẫu khai xuân cực kỳ đẹp luôn, thêm trước thêm sau thêm trên thêm dưới có khối luôn nha, có heo tai luôn, đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền giùm em nha, nhanh tay chốt liền giùm em, đẹp không? Khối nè, à mua hai size á. Rồi ok chị. Ok chốt với chị cái màu màu xanh ngọc với lại là màu đỏ. Ok, màu xanh ngọc màu đỏ hai size cho chị nè. Cam luôn, màu cam có đâu, đỏ cam là cái này nè, đỏ cam. Rồi ok chốt màu đỏ đang mặc nè, với lại là màu xanh ngọc cho chị nha.
rộng, rộng lắm. Rồi khoan khoan nha chị ơi, khoan đợi em thấy, em quên từ từ. Giờ là chỉ có màu xanh ngọc thôi, màu đỏ em hết chỗ này rồi. Bên kia còn không? Coi cái mặt bên kia là mình sẽ có ít tay lỡ rồi. Chị làm hết tay, hết màu đỏ rồi chị ơi. Em quên mấy cái size nhỏ, size nhỏ là hết trơn rồi. Mấy size nhỏ là em còn lẻ không à. Rồi giờ em chốt xanh ngọc với chị nha. Rồi chị muốn chốt thêm màu nào nữa chị chốt giùm em ha. Chốt thêm màu nào nữa cứ chốt giùm em. Còn đỏ đô mà tay lỡ thôi chứ tay con hết rồi. Còn đỏ đô được không chị? Mà tay lỡ. Hay lấy màu đen đỏ được không? Đỏ đô cũng đẹp nè. Màu đen đỏ đâu ta? Cho chị một bộ này chơi đi. Thôi cho chị màu xanh ngọc trước nha. Đây, màu đỏ đô được không chị ơi? Ủa là đen đỏ. Đen đỏ. Đen đỏ đen vàng luôn. Đen đỏ thôi à. Cái màu hôm say 2 còn ít quá à. Nè, say 2 còn đen đen đỏ nè, được không? Được thì ok mẹ em. Đó. Mai mốt. Cái gì? Đặt như vậy đó nhưng mà đừng thiêu sau lưng. Tại vì cô hơi lớn tuổi. Ok cô nè. Dạ, lâu lâu em cũng lên một mẫu vậy đó chị. Chứ lâu lâu đổi kiểu á cô. Mà con thấy nhiều cô ưng mấy mẫu này ghê luôn á. Đó, coi chị đưa thì chốt giùm em ha. Đen đỏ, đen đỏ. Bây giờ size 2, bây giờ em đọc lại cái size 58kg ha. 58kg là em còn những cái màu này nè. Để em đọc cái màu cho mấy chị được. Đẹp luôn. Đây. Đó, 240. Size số 5 hơn 10.000. À chị Giá Hảo ơi.
như số 2 nè. Còn con nè. Đâu? Nha. Đây là cái con. Cái này lớn hả? Rồi chị đã ưng thì chốt thì em ha. Tay lỡ cho chị nha. Cái đó gì vậy? Vậy là chị lấy màu gì? Chị phải chốt giùm em nha chị ơi. Chị phải nói màu lên giùm em mới thường nè. Xong riêu tay ngắn nè. Chị yêu ơi, chị lấy màu gì chị phải thông báo thì giùm em biết được lấy cho chị, với chị nói lấy cho chị, tay lỡ mà không biết màu gì chứ em không biết lấy cho chị sao luôn á. Màu đen nha đó, đen đỏ hồi nãy nè. Rồi ok chị nè, tay lỡ đen đỏ còn không mà ok. Đen đỏ, ý ủa là tay lỡ, đâu đâu tay lỡ, đâu này nè. Chị gì hồi nãy ta? Chị yêu ơi, chị nào chị kiếm màu đỏ, đỏ cam nè. Đỏ cam hiện tại em có màu đỏ tay lỡ được không? Hiện tại 58kg màu đỏ tay lỡ được không chị? Em còn màu đỏ tay lỡ nè. Đỏ cam tay lỡ được không? Được không chị yêu ơi? Cái màu xanh rêu ha. Xanh rêu, còn không? Còn, thấy. Vậy là hết rồi nha chị. Trong đống hồi nãy giờ có bận không? Số 5 mà. Chị Gia Hạo ơi, còn đen vàng thôi, không còn đen đỏ. Ủa nè, đen vàng ta lỡ được không? Đen vàng cho chị xem nè, nhiều khi á không bận chị không có đẹp. Lấy đen vàng ta lỡ đi chị yêu ơi. Chị Gia Hạo là đấy không? Tay con thì em còn đầy, có tay lỡ là nó hơi hụt rồi. Dạ đúng rồi đó cô, lâu lâu thiết kế ra được vài mẫu đẹp vậy đó. Rồi chị đã ưng xong riêu chút riêu ha. Xong riêu em có tay lỡ và tay con luôn. Có thể tay con đen vàng cho chị đi. Rồi ok nè. Rồi ok chút đen vàng chị luôn. Đen vàng tay lỡ nè. Đen vàng tay lỡ. Rồi em mặc màu đỏ tươi, em mặc chưa ta? Đây đỏ tươi, đây đỏ tươi nè, size 2 nè, 58kg nè. Có nãy của chị nào nè. Đỏ cam, đỏ cam đỏ tươi là nó đó, size 2 nè, 58kg. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em liền. Đỏ đỏ ha, quá đẹp luôn. Đỏ tay lỡ năm miễn bao nhiêu của? Dạ tay lỡ là 240 nha. Tay đỏ 24 là gì, nó có phiêu phiêu phía sau đó, đẹp quá đẹp luôn. Còn tay con là 230 đó. Coi chị đã ưng cái màu nào cứ chốt màu đó thì em ha, ưng màu nào cứ chốt thì em màu đó, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp không á chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Rồi bây giờ em đọc lại màu cho mấy chị xem lại ha. Chị đã ưng màu nào cứ chốt màu đó thì giùm em, ưng màu nào cứ chốt thì em màu đó ha. Em không có bán cái gì nữa đâu nha.
đâu, đúng không? Mà em mấy chị đặt hàng mà em giao mấy chị không vừa ý thì mấy chị cũng phải trả giùm em 30 tiền tiền phí ship đi về chứ. Tại vì á, nếu mà em gửi đi gửi về, gửi đi là hết 33.000 nè, gửi về nếu mà mấy chị không nhận hàng, nếu mà gửi đi không á thì 33.000 mà mấy chị nhận á thì chỉ số 33.000 thôi, là em phụ mấy chị 3.000 đó rồi, mấy chị cứ trả 30 tiền phí thôi. Mà đằng này mấy chị nhận hàng, mấy chị không nhận hàng mà mấy chị trả về nữa, bận đi bận về của em mất hết 66.000 bên của em đó, nên mấy chị phải tội nghiệp em tí xíu nha nha mấy chị ơi. Có gì nếu mấy chị không nhận hàng mấy chị trả giúp em 30 phí ship đi, chứ mấy chị đi ra chợ mấy chị mua không vừa ý, mấy chị nắng nôi nè rồi tốn tiền xăng thì cũng vậy nè đó, nên mấy chị suy nghĩ giúp em ha. Mấy chị không nhận hàng mấy chị phải trả 30 tí xíu giùm em, là em đã phụ mấy chị đã 33.000 luôn rồi đó. Mà đằng này mấy chị chốt hàng của em, xong sức của em, băng keo mộc này của em hết trơn nè đó, giấy từ của em tập lưng chân, xong rồi cuối cùng mấy chị bơm hàng mấy chị gửi về, mấy chị không nhận hàng mấy chị gửi về, làm em tốn biết bao nhiêu tiền. 10 người như mấy chị là chắc em mạt luôn á, em hết bán hàng luôn, em hết tâm trí em bán hàng luôn á. Nói đèn đỏ là chị gì giống không, nó bảo có không đó rồi, chị nào ưng cái màu nào thì cứ chốt nha, màu đó nha mấy chị ơi. Bên em mấy chị bơm hàng em không có chữ gì đâu, nhưng mà em xin mấy chị đừng có bơm, đừng có đặt hàng bên em nữa thôi, chứ em không có nói gì nữa đâu. Nói chi cũng vậy à, mấy chị ghét chị còn, mấy chị còn bộ chốt hàng mấy chị bơm hàng em nữa chứ đó, nên em không có nói gì đâu. Chị mong mấy chị đừng có phá em để cho em buôn bán được rồi đó. Thì chị là ưng thì chốt giùm em nha, ưng thì chốt giùm em. Rồi đây em giờ em lên cái mẫu này đi, rồi em qua cái mẫu này mấy chị ơi. Màu tím nho đó, rồi chị nào ưng màu nào cứ chốt màu đó đi giùm em.
cực kỳ đẹp luôn. Đó, tím nho, cam, đen vàng, đen đỏ, xanh rêu, nâu, hồng, đỏ đô. Đó, với là màu tím cà. Rồi chị đã ứng màu nào cứ chốt màu đó thì em nha. Đó, bộ này là có size 90kg đổ về luôn nha. Size từ size 2 đến size 4 là 200.000. 200.000, size số 5 là 210 thôi. Đó, mẫu này là bao đẹp với chị luôn. Rồi chị nào nhanh tay thì cứ chốt giùm em nha. Nhanh tay cứ chốt giùm em. Chị nào mà bên đây ha, mà chị đã bơm hàng rồi, có số điện thoại, có địa chỉ hay là có gì rồi là em đã có luôn trong hệ thống rồi. Nên với chị đặt hàng bên em là bên em biết hết trơn, là em không bao giờ bán với chị đó đâu. Với lại mấy chị nào mà đặt hàng mà không nghe máy đó là em vô chế độ cái là em làm mốt rồi mấy chị đó comment hay là mấy chị đổi nick nào cũng vậy chứ á, đổi qua nick nào cũng vậy, có số điện thoại này cái này có kia rồi là không bao giờ là em bán hàng chị đó nữa. Rồi chị đã ứng thì chốt giùm em nha. Chị hai bộ đỏ đỏ đô, một bộ đen rồi, ok nè, chốt màu đỏ nè, ok chốt màu đỏ đô ha. Màu đen là cô lấy màu đen nào, con có đầy đủ hết hai màu đen luôn, là con có màu đen đỏ và màu đen vàng, cô lấy màu đen nào, cô lấy màu đen nào cô cứ báo liền con ha. Đen vàng đi, đen vàng đẹp là cô luôn, con bỏ đen vàng cho cô xem thử ha, cô lấy màu đen vàng. Nhiều màu quá trời nè, có màu tím nho luôn, màu tím nho luôn ha.
kỳ đẹp luôn. Đó, đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. Đây có màu tím nho luôn ha. Màu tím nho luôn. Tím nho. Rồi chị làm hết tím nho, chốt tím nho nha. Hổng gài sao không, không có màu lên tím nho mấy chị xem luôn á. Hôm nay lên mấy chị xem có chị nào ưng không? Lâu lâu lên cái màu lạ lạ lên cho mấy chị ưng. Rồi tím nho giùm em. Rồi chị nào ưng tím nho chốt tím nho. Tím nho. Tím nho nè, màu nâu nè. Bây giờ đọc cái hai chị lựa ha. Coi chị. Rồi ok. Ok lấy đen đỏ chị nè. Rồi ok chốt đen đỏ chị hơn hồng. Rồi chị nào ưng màu tím nho nữa thì chốt tím nho ha. Tím nho nè, màu nâu, màu đen vàng, màu đen đỏ. Giờ còn ba màu đó à. C2 còn được có ba màu thôi, là màu nâu, màu đen vàng, màu đen đỏ thôi. Tím nho là bốn màu. Quá đẹp luôn. Dạ có đầm trung niên nha. Rồi tím nho 65kg chị Trần Thanh ok chị yêu nè. Đây nè, cái này size 2 có màu xanh đen nè. Size 2 chơi lên xuống ký giùm em đi chị. Em có màu xanh đen cực kỳ đẹp luôn. Chị nào ưng thì chốt em mẫu này em đang sale này chị Hoa Hồng, đang sale luôn. Em có body với đầm phong rễ gì với thùng xè á, chị thích cái nào lên đang sale mặt em chị xem luôn. Rồi, mẫu này em đang sale với chị nhiêu đây? 190.000 luôn. 190.000 190. Rồi ok. Rồi xem chị 190.000 luôn. Rồi chị nào nhanh tay chốt liền em ha. 190. Quá đẹp mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. 190 giùm em. Đây size 2 em còn cái này là đủ màu luôn á chị Hân Hồng. Có chị em đọc màu, có chị có màu nào thì chốt giùm em ha. Em đọc màu nha. Mẫu này đẹp quá nè. Xe có 190 thôi là gì cái này là. Cái này cho nó qua mẫu luôn. Để về cái mẫu mới, đang có tiền, biết sao không? Lấy vốn lại, bán giờ bán vốn luôn rồi, bán vốn đó chị luôn. Để lấy tiền, lấy hàng về. Chứ không giờ không còn vốn để lấy hàng luôn á. Thấy em bán đồ mà than ghê không? Ăn cái Tết xong mà không có tiền lấy hàng luôn á chị ơi. Ghê gớm chưa? Rồi đây nè, mẫu này em có màu màu xanh đen. Màu tím cà, không biết có Phương Ngân hay không? Phương Nga hay không? Có Phương Nga đây có cười nữa. Màu tím nho, tím cà, tím nho. Form này còn là có size 90kg đổ về luôn. Màu nâu. Màu tím than. Đó, size 2 em đây đọc size 2 đó. Tím than, tím cà, tím nho, màu nâu. Màu vàng. 75kg mà chị biết dòng em bao nhiêu không? Màu cam. Chị chơi cái chiều cao đi. Màu đen đỏ. Đó, thôi chị đã thích màu nào cứ chốt màu đó là giùm em. Chị muốn chính xác màu vàng màu nâu dòng em đẹp luôn. Nhanh tay chốt thì em với chị ơi, nhanh tay chốt thì em là con này vừa nè thì em khỏi xin dòng eo. Đây nè 75kg là con này là bao dừa là khỏi xin dòng eo. Còn mấy con khác khỏi xin dòng eo tại vì phân này là phân coi diện thoải mái mà rất là thoải mái luôn. Đây con này là 200.000 hàng cao cấp ha, hàng mịn rồi đàng hoàng luôn nha mấy chị ơi, chứ không phải hàng tào lao đâu, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị là ưng thì chốt em là đầm đen xanh. Đầm đen xanh ha. Đầm xanh, đầm đen xanh. Đó, nhanh chốt thì em đầm đen xanh 200.000, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn ha. Còn chị nào nhanh tay chốt thì em có dây kéo phía sau luôn nha. Màu tím than 90kg mặc thử nha. Ồ, ok. Tím than khoan. Khoan để em xem nó còn không. Hết rồi. Ủa tím than nữa còn không? Nãy có đó, tím than mấy bộ bỏ này. Năm đó bên kia có mấy hai con số năm không vậy là con vậy là hết tím than rồi, vậy là hết tím than rồi. Chị Gia Hảo ơi cho chị Cam, cho chị Cam em có nhiều mẫu Cam đó mà... 58kg rồi ok chốt cao cho chị nè. Ok chốt cam chị 58kg nè cho chị Phương Phan. Có
nhiều mẫu lắm chơi, nhưng mà em sợ dòng em chị không vừa thôi, nhiều khi chị thấp người á, nên là em xin dòng em hoặc chiều cao của chị á. Đó, cái này là mũ đen xanh ha, mũ đen xanh. Còn cái này nè, đây em còn hai con này, mẫu này là mẫu mạ vàng, con này là con mạ vàng. Còn màu vàng này thì cái này là về đợt trước nên nó em sale, ngày nào về đợt nào là em nhớ em sale cho khách hết trơn à. Mẫu là đợt trước nè nên em sale mấy chị cũng coi vậy thoải mái luôn, sale cho mấy chị là 170.000 luôn đó. Mẫu này mẫu mạ vàng giùm em ha, mẫu mạ vàng cực kỳ đẹp luôn ha, đó mạ vàng. Còn con này là phó beo, con này là cũng mạ luôn, nhưng mà nó là cái giống như là beo vậy đó. Đó nên em kêu là con beo ha, đầm beo, đầm mạ vàng với đầm đen xanh đó. Ba con này là ba con thoải mái nhất á đó. Đó chị mặc con này là chị khỏi còn lo hết trơn á, rất là thoải mái luôn, mặc đi ăn đám rồi là không thấy bụng luôn đó. À 90kg thì nãy chị nào hỏi 90kg đâu, chị ra cạnh nè, 90kg em còn được có bao nào à, hai số màu hai màu con tím hai ngoài phải không? Rồi đây. Như nãy chúng ta chỉ chốt mà cho ai biết không? Ai biết là coi coi con tên ơi. Chị Phương Khoan nè. Để chị chốt được ai á, để chị đưa chị Khoan rồi. Hãy mặc cái thai cho chị chốt rồi mà chị. Mùi chị có chốt chưa? Chốt rồi. Ủa vậy là chị chốt tím hang rồi đó chị ơi. Gia hẹo chị gia hẹo ơi, chị này chị chốt tím hang rồi đó. Này giờ sai số chín của em hả? Cái này chị già hẹo hỏi hả? Ờ. À không phải là chị Phương Khoan. Trời ơi, tên Phan Phan không phải vậy trùng. Người ta gia hẹo Phan gì. Đây nè, hai số số 90kg con đổ về của chị gia hẹo nè, là em chỉ còn được 3 màu thôi. Là màu màu nâu. Màu nâu đẹp không? Đẹp dữ dằn luôn, màu nâu. Màu này là màu màu cam. Tím cà. Đó, chị ưng màu nào? Ưng màu nào chốt liền màu đó ha. Mai em nhắn tin. Các bạn Zalo đi chị. À, chị Nghi ơi, em không có nhắn tin trên Facebook nha. Chị kết bạn Zalo, chị nhắn tin Zalo ha. Bên em á là mấy chị kết bạn cái số Zalo ở phía dưới, em ghi bài phía dưới hồng thắm lê đó. Số điện thoại là 0774842263. Kết bạn em cái số đó chị ơi. Kết bạn em cái số đó nha, tại vì Facebook là của em là không có nhắn tin được nha. Nên mấy chị kết bạn Zalo giùm em. Kết bạn Zalo đặng nhắn tin giúp em nha mấy chị. Kết bạn Zalo nhắn tin giùm em cái số đó. Mấy chị kết bạn là một tí nữa tắt like là sẽ có người chấp nhận lời kết bạn mấy chị nha. Mấy chị muốn nhắn tin gì mấy chị cứ nhắn tin, muốn đặt thêm mẫu nào thì cứ đặt, ngày mai em đi đơn mấy chị luôn nha. Sáng đi đơn mấy chị luôn. Rồi chị là ưng thì chốt em xanh đen nè. Quả đẹp luôn. Chị nào quá, chị có ưng màu nào không? Mà đồng nếu mà 75kg mà thấp người cam. Là em ít lắm nha chị. Màu cam rất là đẹp luôn á. Màu cam. Màu nâu không? Để mặc màu nâu chị xem thử. Mình nói cho mình màu nâu chưa ta? Màu nâu có size 2 luôn á, đẹp lắm. Màu nâu thì có mặc không ta? Đây màu nâu đẹp không? Đẹp tuyệt vời luôn á. Đó. Đó có size 90 luôn ha. Có size 90kg đổ về. Đó size số 5 là hơn 10. Ủa xe số 5 đồng giá luôn, con này đang sale đúng rồi. Con này đang sale 190 luôn, xe số 5 một bán với chị 190 luôn. Rồi chị là ưu thì chốt em nâu. Nâu thì em ha, 190.000. Cực kỳ đẹp luôn. Nâu, đẹp không? Rồi xanh đen. Ok chị, ok cô Ngân Nguyễn nè. Xanh đen, 75kg nè. Rồi chị là ưu thì chốt em nâu. Màu này màu cacao, màu nâu gì không biết luôn á. Không, màu cacao quá, cái này là màu cacao hơn thôi, mà kêu nâu lại đi ha. Kêu nâu lại đi, còn cái nào này mới màu nâu nè. Màu này mới màu nâu nè, còn màu này cacao quá vậy á. Đó, rồi chị nào ưng màu nào cứ chốt màu đó đi giùm em. Chốt đi giùm em mấy chị ơi. Đó, chị nào 90kg lấy màu này đi. Màu này mặc lên đẹp nè. Hoặc là lấy màu tím cà. Màu tím cà, màu cam, còn được có 3 màu à chị yêu ơi. Tím hang hả? Nay tím cà đây, mẫu sale thì còn hôm nay thôi. Được.
em nha. Rồi, ai ưng tiếng cà chốt tiếng cà. Quá đẹp luôn. Tiếng cà 190.000, sao rẻ luôn. Bao rẻ rồi luôn chị ơi. Chị muốn là sao bao nhiêu ký?
sale lên sale nhiêu ký thì cứ báo em đi, hoặc là mấy chị gọng lửng dễ, có gọng lửng với gọng dài luôn nha mấy chị. Em có gọng luôn mấy chị, em có ống rộng luôn, có đồ bộ 100.000 luôn, có đồ bộ 100.000 nha. Đúng rồi, có đồ bộ 100.000. Có chị nào muốn lên không, lên với chị xem ha. Dạ, cái đó xe năm đó chị. Dạ xe năm, chị xe năm nha cô ơi, xe năm, xe năm cô lấy mẫu này đi, đẹp nè cô ơi, hàng nè, cái chị coi nè, cao cấp không, còn một con duy nhất thôi, đẹp lắm cô ơi, lấy con này đi, lấy con này đi, con giữ đơn cho cô, cho khi nào quá cả đóng đi, con đem con gửi một lần cho cô cho đỡ tiền phí. Tiền phí còn chịu là chịu. Ủa vậy hả? Đỡ mất công nhờ nhận thôi, giữ cho cô đó sao đâu. Đó rồi sao Phương, rồi mấy cô muốn lên ống rộng không? À cô nghe ở cô nghe cô thiêu trực tiếp đó chị, thiêu đẹp lắm, hàng thiêu trực tiếp đó cô ơi, thiêu trực tiếp đó nha cô ơi, đây nè, đây thấy không, mà nó thiêu đẹp ghê không, nhìn giống như là ghen luôn á, thấy không, thiêu luôn á, mà nhìn giống như là ghen luôn á cô, đẹp lắm. Táo nè, táo đẹp không cô, đẹp lắm, còn có con một con xe 180 mặc thử. Rồi ok, ok cô, đẹp lắm, con cánh sen đó đẹp không, đẹp cực kỳ đẹp luôn cô ơi đó. Lấy con này về nào đi cô, đẹp lắm cô ơi, tính nén mình tìm cái gạo luôn, cực kỳ đẹp luôn, hàng thiêu trực tiếp, một cái mẫu này mà có 180 à, nó ghẻ ơi là ghẻ luôn cô ơi. Đó, còn chị nào ưng thì chốt giúp em ha, đẹp lắm, nhìn mà nhìn cái ghen của nó rất là mê luôn á, ghen nó rất là mê luôn. Có 5 màu.
chị lựa chọn ha. Em có 5 màu mà chị lựa chọn, màu tím ha, bông tím. Bi đi. Ủa? Đấy. Dạ bên em hiện tại em có lên nó rộng thì nói gì không rộng. Có tay nè, mình bán
Phương nè. Chị mặc đẹp quá. Dạ em cảm ơn chị yêu nè. Em cảm ơn nè. Ngồi đây. Khám này tầm 60, 62, 60, 65 kg vừa. Ngồi đây quá đẹp luôn. Ngồi chị nào nhanh tay chốt được luôn con này. Cực kỳ đẹp luôn. Đồ bông ha. Đồ bông này là có size 90kg đổ về luôn. Có size 90 thôi, tầm 85kg đổ về thôi. Rồi nhanh tay chốt thì em bông đỏ ha. Bông đỏ cực kỳ đẹp luôn. Phơm này là phơm to. Đồ bông là phơm to là mặt số 4 được rồi. Đây em có màu đây. Okay, lấy
màu màu nâu, màu nâu đó, bông nâu ha, bông nâu, bông xanh ngọc, bông vàng bò đó. Coi còn ba nào bông số 5 thôi. Lấy hết đi chưa? Cái này em có size nhỏ luôn á. Cô Lâm Thanh có lấy hết luôn không? Ủa chị Lâm Thanh không thích sắc mắt hả? Sắc mắt đẹp mà. Quá đẹp luôn. Con này có size nhỏ luôn nè mấy chị ơi. Chị nào muốn size bao nhiêu ký cứ báo số ký đi. Em lấy em đọc màu mấy chị. Tại cái này còn lẻ size. Mẫu này em còn lẻ size, cái này cũng còn size nhỏ nè. Con này cũng còn size nhỏ nè. Có chị nào size nhỏ không? Báo em số ký đi. Em kiếm cho. Thì cái này là còn lẻ size nên phải kiếm thôi, còn cái ông nào em vô lên cho mấy chị xem. Đây nè, dòng em 110 mà nếu được đồ này là đẹp dữ lắm luôn nè. Nè, dòng em 110 em có bộ bông nè. Em đang hiếm lắm, còn có con đó thì chị có con đó ạ. À. Bộ bông đơn giản đây 100 ngàn một con. Bông đơn giản nha, chất giải bao đẹp, bao hút thấm hút mồ hôi thì em cũng ha. Em còn được mấy con size lớn thôi. Đó. Còn chị gì? Chị Gia Hạo có lấy mẫu này về mặc nhà thì ok, chốt liền em quần lửng nha. Quần lửng giùm em. Cực kỳ đẹp luôn. Quần lửng. Còn bốn màu. Con còn nhớ một con bông nữa nè. Kìa nằm phía trên. Ở dưới đó. Cái chỗ này mày lấy luôn á. Con nói trên mày móc ở dưới. Cái bông tưởng cái đó là số 5. Sao? Rồi đây nè, bông nè, bông xây một dòng em trăm mấy, 116 nè. 116 nè. Là em có nè, hoa văn nè, hoa văn tím nè. Sọc hồng nè. Đó. Rồi bông hồng nè, còn bốn cái mã này. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, dòng em 116. 116. Đó. Đó và chị đã ưng bông xanh, chú bông xanh được giùm em ha. Ưng bông xanh thì chú bông xanh được giùm em, mấy chị muốn lên xem bao nhiêu ký thì mấy chị chốt ha. Rồi ok. Màu nâu. Cô Lâm Thanh có lấy thêm nào không? Lấy màu vàng bò rồi cô Lâm Thanh. Đây nâu. Đó, nâu sắc chắc cực kỳ đẹp luôn. Xe lớn nha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em nâu. Nâu ha. Có hơi quần nữa. Mặc cái quần luôn hả? Cái chân đi ra mặc cái quần cho không nổi nữa. Rồi chị nào ưng quần. Ủa lộn, chị nào ưng bộ nâu chứ bộ nâu giùm em. Đó, mặc chung, mặc mờ kiểu như là vô phơm á. Vô phơm của mấy chị mới đẹp. Còn em mặc bự quá nè. Đó, rồi chị nào ưng nâu chút nâu của em. Cực kỳ đẹp luôn. Nâu. Nâu giùm em ha. Vàng bò nâu rồi ok, vàng bò nâu cho cô Lâm Thanh luôn. Vậy là hiện tại em còn một xanh ngọc nha. Có chị nào lấy xanh ngọc thì chốt xanh ngọc. Rồi luôn, cô kia hỏi con này hớt luôn rồi. Thấy không, trong thời gian mấy cô hỏi là người khác chốt luôn rồi. Tại vì á, cái đó là cách cũ quá. Biết mặt dài mặt hàng bên em là chắc chảy như thế nào là người ta không có trơn rồi. Rồi đó, xong quên. Đây nè, em còn con xanh ngọc, xây số 5. Xanh ngọc số 5 cực kỳ đẹp luôn. Còn một con xanh ngọc size số 5 có chị nào ưng thì chốt cùng em luôn. Xanh ngọc. Cô Lâm Thanh mặc sách mắt không? Sách mắt không còn không có kìa. Cái gì vậy? Cho ba ấy thử. Có chấm. Có chấm thì không rộng. Rồi màu nâu đó không rộng rồi chị ơi. Màu nâu đó không rộng, con lấy lộn không rộng rồi cô ơi. Màu này màu gì? Màu nâu, ủa màu vàng bò à. Màu vàng bò không rộng rồi nha chị. Vàng bò không rộng rồi, con thả ra nha cô ơi, con thả ra nha. Rồi thả một con vàng bò. Đẹp không? Cực kỳ đẹp luôn. Rồi cô lấy xanh ngọc luôn rồi. Rồi ok, chốt xanh ngọc cho cô luôn nè. Rồi em chốt đẹp, chị đẹp, đẹp. Màu nâu với màu xanh ngọc thôi. Rồi ok. Màu kia ống rộng rồi. Màu kia ống rộng rồi. Đó, còn chị là ưng xanh ngọc, tốt xanh ngọc giúp em. Xanh ngọc có còn xe nhỏ em. Ha. Chị Nga lấy thì bộ đó đi chị. Ủa dòng em cô Lâm Thanh nhiêu mà? Không, thì 110 gì. 110 luôn. Tại cô cao. Cô 25 cũng bằng cô kia cô rồi. Mấy cái bộ mà bữa hôm
Con bi nè, nhưng mà xây nhỏ, xây 2. Còn mấy con bi xây 2 nè, có chị nào xây nhỏ không? Chốt cho em đi. Đó, sale luôn. Sale nhiêu mà bi nè. Sale với chị 150 luôn. Bi sale với chị 150 ha. Chị nào ưng thì chốt giùm em. Bi 150. 60 kg đổ về, bi. Bi 60 kg đổ về giùm em nha mấy chị ơi. Bi nha, rồi giờ là hết bi, chút bi giùm em, bi 60 kg đổ về. Đó, đẹp không? Mấy chị muốn mua con nào nữa không? Mai đi đơn hết nha, mai em nghỉ rồi. Mai nghỉ chủ nhật live tiếp tục nha mấy chị. Mai nghỉ chủ nhật live tiếp tục. Có chị nào muốn lên cái đồ bộ xây lớn không? Đồ bộ xây lớn 100.000 bộ. Đơn giản, bộ đơn giản 100.000. Chồng em 110 mấy đổ về luôn. Rồi chị đã ưng thì chốt giùm em, bi. Rồi thôi em xuống nha. Cô Lâm Thanh muốn xem cái gì nữa không? Số mấy vậy? Đây 90 kg ở đây. Còn này hả? Rồi 90 kg mẫu này. Em xem mấy chị luôn. Buồn chưa? Ok.
thì chốt giùm em đây. Dạ. Rồi 90kg đổ về giùm em con này cực kỳ đẹp luôn. Đây em có màu vàng ha. Mẫu này em xem với chị Diêu luôn. Diêu đây mà. Rồi xem với chị 170 ngàn luôn. Rồi chị nằm nhanh tay chốt liền em màu vàng ha. Vàng 1970. 170 luôn, xe với chị luôn ha, xe lớn nè. Xe này là xe nhỏ nhưng nó lên cứ xe số 6 luôn ha mấy chị. Đó, cực kỳ đẹp luôn, rồi chị nào nhanh tay chốt thì giùm em, cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Nhanh tay cho chị em màu vàng ha. Lên mẫu này nữa là xuống ha. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt em vàng. Vàng 170 ngàn, 170. 170 mấy chị ơi. 170. Màu hồng, màu tím kè.
tím nha. Ở đen vàng, mẫu khác đi, chị không thích mẫu này hả? À, em có cái màu đen đỏ nữa đâu rồi ta, này có không ta? Ê, em có màu đen đỏ nữa nha, có đen đỏ luôn, để mặc màu đen đỏ thôi. Chị thử ưng cái màu đen đỏ không? Hết tiền. Chú em thì cưng. Rồi, con chúc cô Nam Thanh ngủ ngon nè. Đi đi phố kiếm tiền thứ hai, chị quay về nha chị. Con cảm ơn cô Nam Thanh nè. Rồi đây, quả đẹp luôn, màu đen đỏ nhìn đẹp hơn nè đó. Còn con đen đỏ, có chị đã thích đen đỏ chút nhỏ ha. Rồi quá đẹp luôn, chị ưng thì chốt rồi giùm em, cực kỳ đẹp luôn. Không đỏ nãy số năm, hồi nãy cô kia chưa chốt luôn rồi nè, hết rồi. Ủa vô trễ không hết trơn rồi. Hoặc là màu đen đỏ này, mẫu này là có đen đỏ đen vàng luôn đó. Số năm hết đen đỏ đen vàng, lấy đen đỏ đó. Rồi giờ còn đen đỏ, mẫu này thì còn đen đỏ thôi. Đó. Đen vàng. Cực kỳ đẹp luôn. Đó là chị ơi, chúng em giờ bây giờ xây 90kg chị vô trễ thôi, bây giờ em hết rồi. Em chỉ còn được có hai cái mẫu này thôi. Với lại là tay lỡ, chị có tay lỡ không? Tay màu màu đúng không? Mẫu này em có tay lỡ. Ủa vậy? Màu đen vàng à. Được cái số 5 màu mà chị có chịu màu nào không? Chị thích màu đen. Có chịu màu thì lên màu chị xem. Chị thích màu thì mặc màu chị xem thử vài con. À cái mẫu, cái mẫu kia. Mẫu mẫu xuân Bình Phượng mà. Mẫu xuân Bình Phượng. Ủa lộn, vậy vậy. Mẫu khai xuân. Rồi em có mẫu khai xuân, đúng rồi. Mẫu này đẹp nè. Khai xuân. Cái xuân nó còn gì vậy? Màu đó, đủ màu không? Rồi đây nè, cái mẫu này chắc chắn chị là chị sẽ ưng. Chắc chắn là chị sẽ ưng ha. Rồi giờ có màu đâu? Nè, để đỏ ra cái đen đó. Cái đen đỏ hết rồi. Đây, mẫu này 90kg đổ về. Quá đẹp luôn, hiệu trước và hiệu sau luôn ha. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Em có tay lỡ và tay con là 230 một con, tay lỡ là 200 204. Yeah, size số 5 hơn 10.000 em ha. Mẫu nào cổ rộng đi vòng 100. Mấy mẫu này là lận vừa thôi chứ không có rộng hơn đâu chị ơi, tại vì mai quên trung niên mà. Mai trung niên như chị quên. Nên chị mới thích rộng quá là cũng được đông. Nhưng mà nó có lưới lưới nó cũng đẹp lắm. Lưới lưới là nó rộng rồi. Đây lưới lưới này. Nhìn vậy thôi chứ tại vì em mặc mặc size nhỏ nên chị thấy vậy thôi, chứ mặc size bự nó rộng ra. Dạ, size nhỏ thì cổ nhỏ, size rộng thì nó bự ra chứ. Chứ đâu có nhỏ theo cái số áo nó nhỏ được. Còn đây đây có đặt màu ha. Chị đã ưng màu nào cứ chốt màu đó thì giùm em. Luôn có hiệu sao luôn nha, có hiệu mà sao luôn, phong này thoải mái đó. Rồi đây em có màu nè, màu hồng rêu, màu xanh xanh ngọc, màu xanh rêu, màu xanh cổ dịch, đen vàng, màu hồng, đen đỏ, đỏ đô, đỏ tươi, hồng thuốc đó. Rồi chị ưng màu nào cứ chốt màu đó này giùm em nha chị ơi. Ưng màu nào cứ chốt màu đó này giùm em, cực kỳ đẹp luôn nè, thấy không, đẹp lắm luôn nha chị nha. Có con bông này cô gặp này chị thấy không, đẹp nè, xe của chị đây. 90kg em có được bông nè, 90kg em có được bông này, nó rộng nè, với con xanh ngọc phải không nè, hết rồi mà. Rồi chị đã ưng con này thì chốt cho em liền, cực kỳ đẹp luôn, 90kg nè. Đó, form này là cổ nó hơi gọng gọng tí xíu nè, chị có ưng không? Mẫu này đang
sale nó nhiêu vậy? 150. 150 luôn. Đó mà chị đã ưng thì chốt em. Đồ bông ha. Dạ đúng rồi cô. Bữa hổm á, bữa hổm cô có lấy mẫu này nè, màu đen giống mẫu này nè cô. Giống mẫu này nè. Đó, quần dài nha. Bộ em đang mặc là quần dài nha mấy chị ơi, rồi mấy chị muốn lên mẫu nào? Em thấy đó, đen, cô Hàm Dương có lấy rồi. Có ưng thì chốt thì nha, cô Hàm Dương ơi. Để mai lên xem. Rồi, mấy chị ơi, mấy chị cứ ngày mai em không có like nha, chủ nhật em mới like. Chủ nhật em mới like lại nha mấy chị. À, chị Hà Hanh Dương ơi, chị kết bạn Zalo số điện thoại phía dưới học Thắm Lê á chị, kết bạn số Zalo Thắm Lê 0774842263 đó, chị vô Zalo đó chị kết bạn giùm em ha. Có gì chị trong đó có đăng tất cả mặt hàng bên shop, chị muốn xem thì chị vào đó chị lưu ảnh lại thì chị nhắn tin bên đó cho dễ nha, chứ mấy chị đừng nhắn tin lên Facebook nha, Facebook em không có trả lời được đó mấy chị. Nhắn tin Facebook em trả lời không được đó, nên mấy chị nhắn tin kết bạn Zalo, mấy chị nhắn tin Zalo giùm em nha. Rồi chị đã ưng thì chốt đi giùm em. Rồi thôi em xuống like nha, em xuống like mấy chị ơi. Mai mấy chị nha, chúc mấy chị ngủ ngon nha, em chúc mấy chị ngủ ngon nè. Ok rồi, bye cô Nga Nguyễn nha, chúc cô Nga ngủ ngủ trưa ngon nha, chúc cô Nga ngủ trưa ngon nha cô Nga ơi. Ngon nha, ngủ trưa chứ không ngủ tối. Rồi ở đây mấy con nha, chúc mấy con ngủ ngon nè. Rồi hẹn mấy cô chủ nhật là con like tiếp tục cho mấy cô xem ha. Rồi mấy ba mấy cô. Máy nhìn giờ nó giật quá. Tao đi mua cái điện thoại, anh cho em cái giải kia xuống đây đi. Đẹp phết đèn này. Hello, hello mọi người. Hello các chị. Ôi thôi chết rồi, bộ nhung trong này vẫn còn kìa, vẫn còn treo trên móc kìa. Hôm nay lại bảo thiếu đơn. Hết sạch sẽ nha. À cho em xin cái túi máu gió hôm qua em bảo để lên nghĩa trên này đâu á. Mang đây em tặng đi. Hello mọi người nhá, em chào chị Lê Lan. Em chào chị Kim Loan. Em chào chị Dông Vũ, em chào chị Hồng Thư nhá. Hóng chăn rồi, ok chị. Chăn nhà em nói luôn là em bán hàng đầy đủ nhá, đủ cân. Thứ hai nữa là form viết của nó may rất là đứng. Không phải là khi mà mình nhận hàng mà mình cầm vào cái chăn mà nó nhéo nhèo nhèo ra đâu nha các chị yêu nhá. Em chào chị gái Trang Trần nhá. Hello tất cả mọi người, em chào chị gái Triệu Duyên, chia sẻ bài đi ngơi. Em chào chị Nguyễn Kim, bấm chia sẻ em tặng áo gió nhá. Được chưa các chị em ơi, mình bấm chia sẻ lên đây cho em để em tặng áo gió các chị yêu với giá 9.000 đồng. Lên view nhanh cho em để em tặng các chị yêu áo gió 9.000 đồng đây. Mà thôi em tặng không đồng đi. Em tặng các tình yêu mình không đồng đi nhá. Em tặng các tình yêu mình không đồng đi ạ. Wow. Vừa cầm cái gì xinh thế, dày chị ơi. Bốt cho bé ạ. Xinh cực kỳ luôn. Nói chung là ngày hôm nay sẽ có đầy đủ hàng hot cho chị em mình. Bốt về thêm đúng rồi chị yêu ơi. Bốt này khoảng tầm là 3 hôm nữa là em lại về túi sách cho các bé nhá. 30 em về túi sách cho các bé. Hàng Quảng Châu xịn hò luôn. Em chào chị gái Thanh Lê. Hello tất cả chị em mình nhá. Bấm chia sẻ em tặng áo gió luôn. Áo gió này các chị yêu nhìn này. Cái này thì em nói luôn là mỗi một mẫu em chỉ còn 1-2 cái thôi. Em tặng các tình yêu mình chia sẻ. Lên thảm lau chân đấy chị. Thảm lau chân lên suốt rồi tình yêu ơi. Chị ơi gọi điện rút đơn lại cho em à. Ok chị, anh ơi ghi mai gọi lại cho chị Cẩm Chi. Ok tình yêu nhá, mai bên trên trang sẽ gọi lại. Các chị còn hiện giờ thì em like rồi, không có thời gian. Các chị nhìn này, mẫu áo gió như này bây giờ em bán cho các chị yêu với giá 0 đồng. Các
tình yêu mình vào chia sẻ livestream giúp em nha. Ok, chị chịu duyên này. Áo gió ngày hôm nay em xin phép là tặng các tình yêu mình với giá 0 đồng. Chia sẻ livestream 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm cho em. Đấy chứ ạ, bên trang cá nhân có tình yêu nào không ạ? Em chào chị gái Đỗ Hường nha. Giày bé gái, ui dồi, giày bé gái đẹp cực luôn, nhiều màu. Bộ em mặc ạ, lát em sẽ lên các chị yêu. Bộ em mặc là hàng của hãng hả? Cái gì? Kệ em, đến lúc nào em bắn chăn thì em vẫn đẩy lui bàn lên. Chị yêu nào vào like rồi cho em xin nút chia sẻ nào. Bộ em mặc là nhiều màu lắm. Bộ này hàng của Asana, hàng xịn luôn đấy ạ. Đẹp lắm. Cái bộ này thì nói hình như nó có được 2 bộ size nhỏ thôi. Thì em để lại mặc luôn 2 bộ. Còn đâu là lát em sẽ bán cho các chị từ size L trở lên. Được chưa? Em chào chị gái Ngọc Ánh nhá, chị Thanh Lê em có thấy rồi. Các chị bấm chia sẻ livestream nhiệt tình lên để em bắt đầu chốt đơn gió chính gió 0 đồng cho các chị yêu luôn. Cho em tặng các chị yêu gió 0 đồng nhá. Em chào chị gái Thiên Mi. Áo chị mặc bao nhiêu ạ? Chị Liềm Vương ơi, áo này em không bán nữa đâu, em tặng nốt thôi, tại vì là những cái mẫu này em nói luôn là em cũng không bán, cũng không có hàng nữa đâu. Không có đâu, đây là còn 2 cái này. Dành tặng các tình yêu mình 0 đồng, lên cho em 200 chị gái nào. Đấy, lên cho em 200 chị gái là em bắt đầu chốt 0 đồng nha các chị yêu nhá. Đấy, 142 chị gái rồi, rất là nhanh luôn. Trang mặc gì cũng đẹp, và thank you chị. Tại không phải đâu, cái này lên form của nó rất là đẹp. Cái bộ hàng hãng này thì lên form của nó rất là đẹp. Mà đây của nó là chất da cá tàu nhá, dày ấm lắm. Em ngày hôm nay ở nhà bán hàng chỉ cần mặc những cái bộ như này thôi. Đó, mặc những cái bộ như này thôi là đã ok rồi. Nhưng mà tại vì là em bán hàng thì em lại đi lại suốt. Em đi lại suốt nên là nó cũng nóng ấy. Chị yêu nào lên like rồi bấm chân xin nút chia sẻ nào. Áo đằng sau là gì vậy? Ồ, nhiều lắm các chị yêu ơi, áo phao ạ, các kiểu luôn ạ. Em chào chị Khoa Huynh nhá. Còn chị yêu nào, chị anh ơi chia sẻ cho em. Chào chị Triệu Duyên. Nhớ bấm chia sẻ 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm giúp em. Bấm chia sẻ 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm cho em nhá các chị yêu nhá. Bấm chia sẻ 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm. Các chị nhìn này, ngày hôm nay thì nguyên hàng xinh thôi. Em chào chị Nguyễn Thu Hà. Em xin một cái gì này. Ôi trời ơi, sao mà hàng hôm nay nó lại đẹp thế không biết. Anh ơi dính lại trong cái hộp này này. Hộp này lúc xe nó vứt xuống rất là bị bục luôn. Nguyên đẹp thôi. Nguyên hàng đẹp. Giày bé, giày bé size to nhá. Giày bé đến size, giày bé của em xem nào, đến size 35. Giày bé của em hôm nay sẽ có hàng đến size 35. Bấm chia sẻ lên đủ 200 view đi. Lên đủ 200 chị gái đi. Em tặng các chị hết những cái con gió này không đồng luôn. Chị ơi hôm bữa em đặt hai cái gì đấy em không kịp nhìn nhỉ. Các chị nhìn cho em này. Trời ơi, xinh lắm luôn ạ. Xinh lắm luôn. Ôi, bên trong này. Bên trong này. Các chị nhìn này, nhung nha. Bên trong lót nhung nha. Đi con này thì gọi là đẹp. Dã man luôn ý ạ. Được chưa? Lát nữa em sẽ lên. Đó không đồng nha mọi người. 169 chị yêu rồi, em chào chị Thảo Trần. Nào tình yêu nào chưa chia sẻ mình bấm chia sẻ. 171 chị yêu rồi. Ok, có quần áo bé trai không chị? Có nhiều lắm chị ơi. Có gió lam 80 cân á gió. Hiện tại bây giờ thì là nhà em hết. Nhà em hiện tại đang hết nha. Em chào chị gái Đình Trung. Ok chưa, bắt đầu chốt này. Bốt có size to không? Có size đến 35. Được chưa? Có size đến 35 nha các chị yêu nha. Có ba lô không chị? Có ba lô chị yêu ơi, cái gì có. Em chào chị Phương Thủy Lưu nha. Chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm này. Nhấn giúp em xin theo xin, nhấn cho em xin cái chế độ theo dõi pet. Các chị yêu nha, để chế độ theo dõi pet cho em. Tại vì em không chạy quảng cáo nên là nhiều khi là các chị không để chế độ theo dõi trước này. Không để xem trước này, không để theo dõi pet là chị em mình sẽ không nhìn được bài like của em. Các chị bấm cho em xin cái lượt, bấm cho em xin cái nút theo dõi pet nha các chị yêu nhá. Bây giờ em bắt đầu chốt gió 0 đồng. Áo đằng sau là áo phao chị ơi, áo phao. Lát em sẽ lên từng màu từng mẫu cho các chị yêu. Em bắt đầu chốt đơn gió 0 đồng với các tình yêu mình luôn. Bấm chia sẻ livestream cho em nào. Anh lướt qua cho em xem ba bạn chị nào chia sẻ nhiều rồi. Gọi lại chị quên mất rồi. Nào, áo đằng sau là áo của bé. Em tặng các chị yêu áo gió 0 đồng nhá. Ngày hôm nay chỉ tặng thôi. Đấy, tặng quà các chị này. Đấy, được chưa? Những cái mẫu áo gió đẹp như này em chốt tặng các chị yêu với giá 0 đồng. Chưa? Sớt qua nhanh đây. Bây giờ đầu like luôn này. Em tặng các tình yêu là vào like phát là chia sẻ tương tác luôn cho em. Ok các tình yêu lên cho em mã này luôn là gió 0 đồng kèm số điện thoại nào. Để em bắt. Hả? Ui các chị yêu ơi. Con gió này đẹp lắm, ấm lắm nha. Em tặng các chị 0 đồng luôn. Được chưa? Lên là gió 0 đồng kèm số điện thoại. Để em bắt đầu tin tên cho em xin mấy cái túi bóng này anh ơi. Để lúc mà vứt ra. Lên nhanh cho em này, nhớ chia sẻ đủ 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm để chế độ công khai cho em nha các chị yêu nhá. Để chế độ công khai cho em. Được chưa? Gió 0 đồng kèm số điện thoại. Em ghim chị yêu nào đây ạ? À? Em chào chị Lê Lan, hôm nay chị Lê Lan không chia sẻ cho em à? Hôm nay chị Lê Lan không chia sẻ cho em Trang à? Không thấy lỗi là người chia sẻ này. Em tặng chị yêu đầu tiên, chị Thanh Lê đi. Hôm nay xin phép gửi tặng chị Thanh Lê một cái đi.
chị Thanh nghe một cái không đồng. Ok tình yêu luôn này, chị Thanh nghe 13 lần hội nhóm, 2 lần trang cá nhân, ok tình yêu luôn. Tiếp tục này, em gửi tặng tình yêu tiếp theo. Chị Thanh nghe số điện thoại 447, em đang ghi tên, được một con gió không đồng quà tặng nhà em này. Ghi tên tất thật các tình yêu mình đã. Giày có size 28, chị Vi Vi Anh. Chị Ly Vi Anh có bộ em đang mặc, lát em sẽ lên được các tình yêu luôn. Comment thu em là gió không đồng kèm số điện thoại rồi, em chúc mừng tình yêu thứ hai. Chào em, chúc mừng tình yêu thứ hai là tình yêu Nhật Vân. Em chúc mừng tình yêu thứ hai nhận được áo gió không đồng nhà em Trang là tình yêu Nhật Vân. Này anh ạ, chọn cho chị Nhật Vân một con nữa này. Ôi dồi ôi, gọi là quà tặng bao la các tình yêu luôn. Các tình yêu nhá, quà tặng gọi là quà tặng bao la. Chốt tiếp một chị yêu tiếp theo này. Được chưa ạ, 3 con áo gió này. Quà tặng nhiều, lên kiểm tra lượt chia sẻ nào. Ô mới được có 270 mấy lượt chia sẻ thôi á. Ok các chị yêu nhá, bấm chia, nhớ nhá, phải vừa tương tác vừa bấm chia sẻ cho em. Được chưa, em vẫn còn, em sẽ tặng 3 chị đầu like, 3 chị đầu like và 2 chị giữ like. Cảm ơn em Trang, ok chị, cảm ơn chị, ok chị. Em còn 2 suất nữa và lát nữa giữa like và cuối like em sẽ tặng bất chợt nha các chị yêu nhá. Bất chợt để tặng quà, em có 5 chiếc này là lẻ sai thôi. Bây giờ em tặng tiếp này, được chưa, tặng tiếp cho em. Nào lên là gió không đồng kèm số điện thoại nào, chị yêu nào mình. Được chưa, em đang tặng bếp bếp nha chị ơi, chưa được quà bao giờ. Chị Hồng Thư lên đâu em là gió không đồng kèm số điện thoại. Cái này thì các chị thôi, các chị comment mã này cho em đi, comment mã cho em đi. Em vừa tặng hai chị chia sẻ nhiều, bây giờ em tặng cho các chị tình yêu này. Lên giúp em mã này luôn là mong may mắn gạch ngang số điện thoại, ghim luôn chị yêu thứ tư nhá. Cái này là do các chị may mắn, mong comment là mong may mắn gạch ngang số điện thoại, em ghim chị yêu thứ tư. Em ghim chị yêu thứ tư, mã là mong may mắn gạch ngang số điện thoại cho em. Mã là mong may mắn gạch ngang số điện thoại cho em. Chị Vân Ninh Vy comment mã đi. Xe báo gió treo vào rồi, ok chị. Gió comment mong may mắn gạch ngang số điện thoại cho em. Đó, em ghim chị thứ tư luôn à. Các chị comment cho em mong may mắn gạch ngang số điện thoại đi. Anh ơi xem size giày đi ngơi. Ôi các chị yêu ơi đẹp lắm. Đây là size 31 này. 32, 33, 34, 35, 36 luôn này. Size đến size 36 luôn này. Hả? Có đến size bao nhiêu? Mong may mắn ghim chị thứ tư đúng không? Mong may mắn chị yêu nào lên đầu tiên rồi này. Ôi chị Vân Limi này phi lên đầu rồi này. Chị Vân Limi lên đầu tiên, chị Lý Nguyên lên thứ hai, chị Đào Kim Như lên thứ ba. Dạ ok em chúc mừng chị yêu Lê Lan lên thứ tư. Chị yêu Lê Lan này lên thứ tư được quà rồi nha chị yêu ơi. Này tặng cho chị Lê Lan số điện thoại là 893. Ok tình yêu luôn, quà này là quà VIP cho các bác luôn. Nhớ nhấn chia sẻ livestream cho em nhá. Được chưa, nhớ nhấn chia sẻ.